Thưa quý vị, một thành phố tồn tại phải có ý nghĩa của nó. Một con người tồn tại bởi lịch sử, dòng họ và gia đình thì phố cũng thế. Và ngày nay những con phố mới thì ngày càng nhiều. Điều này cho thấy sự phát triển vô cùng mạnh mẽ, vươn mình sau những tháng năm gìn giữ độc lập cho dân tộc. Việc đặt tên phố chính là cách để thế hệ sau tri ân những thế hệ cha ông. Và những con đường tuyến phố sẽ trở thành nơi lưu giữ lịch sử của quốc gia, lịch sử của dân tộc cho thế hệ mai sau. Tại sao mỗi cây cầu, mỗi con đường ở Việt Nam đều có những cái tên đặc biệt? Đó là câu hỏi trở đi trở lại của người cựu chiến binh này mỗi khi trở về Việt Nam. Và điều này cũng là thắc mắc của không ít du khách hay những người bạn quốc tế khi đến Việt Nam. Mỗi con phố, con đường ở Hà Nội nói riêng hay ở Việt Nam nói chung được đặt tên theo các nhân vật lịch sử, những anh hùng dân tộc có công với đất nước. Sáng nay tại quận Long Biên, thêm 5 con đường được gắn biển. Những vị tướng lĩnh, anh hùng Đào Đình Luyện, Đào Hinh, Đào Thế Tuấn, Vũ Đình Tụng, Tạ Quang Đông giờ đây sẽ được thế hệ sau này nhắc nhớ đến những chiến công gìn giữ và xây dựng đất nước ta. Đây là một cái niềm tự hào rất là lớn, một niềm vinh dự với tôi cũng như là với gia đình tôi. Thấy đấy là một cái hình tượng rất là tuyệt vời để tất cả mọi người trong gia đình tôi, đặc biệt là những người trẻ như tôi và các anh chị em trong gia đình nói theo để mà phấn đấu trong cái công việc của mình. Bây giờ thì không còn là chiến tranh nữa, nhưng mà chúng tôi thì sẽ cố gắng hết sức để mà cống hiến trong cái công việc mà mình đang làm để phục vụ cho công việc. Thì mỗi cá nhân tốt thì xã hội sẽ đều tốt lên. Việc gắn tên những người có công với cách mạng, có công với dân với nước ấy là mình đều làm hết sức ý nghĩa để mãi mãi tên tuổi của họ gắn liền những cái mảnh đất thân yêu mà chính từ đấy họ đã lớn lên và phát triển. Và tôi nghĩ là mỗi lần nhìn thấy tên phố ấy, người ta sẽ truyền tụng cho nhau trong dân gian, cho các thế hệ là chính đây là những người có công của chúng ta đang đi trên con phố mà chúng ta luôn luôn nhớ đến công lao của họ. Cái ý nghĩa của việc gắn tên các doanh nhân trên các tuyến phố ở Hà Nội hay các nơi khác, tôi nghĩ là việc làm rất cần thiết và cũng rất là đáng trân trọng. Những tuyến phố mới được hình thành đã cho thấy sự phát triển của đất nước. Những con phố đẹp không chỉ ở vật chất mà còn mang trong nó những giá trị tinh thần. Đó cũng là cách nhắc nhở người trẻ ghi nhớ lịch sử, gìn giữ và xây dựng đất nước của ông cha ta.